robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại trong tựa game Dragon Adventure, một tựa game lâu lâu mới làm, nhưng mà lần nào làm cũng sẽ tốn tiền, tốn robot. Rồi thì hôm nay mình sẽ quay trở lại tựa game này và khá bất ngờ, khá là ngạc nhiên bởi vì cơ chế trong game đã thay đổi. Cơ chế này tên là Dragon V2, nó ảnh hưởng tới chuyển động con rồng và ảnh hưởng tới những thao tác con rồng, giúp cho con rồng các bạn di chuyển mượt hơn, thao tác hành động nó mượt hơn. Đây là một cái sự cải tiến của game. Và ngày hôm nay là season 21 rồi. Mình có phải bạn thấy nè, season 21 còn có 4 ngày thôi. Trong season này mình sẽ có 10 cấp độ ha. Con rồng cấp 10 của người chơi free tên là Lumblen, không biết đọc đúng hay không. Và cái mình để ý là con này nè các bạn, Amarit. Đây là một con rồng từ Dragon Pass, tức là khi các bạn chơi phải tốn thêm 350 Robux. Đa số game nào cũng vậy thôi, mua cái cao cấp hơn cái premium thì phải tốn tiền, tốn Robux. Mình thấy không chơi từ game này nhiều, cho nên mình sẽ skip. Cứ mỗi cấp độ là sẽ tốn 150 Robux, như vậy mình sẽ tốn 1500 cộng với lại 350, nghĩa là mình sẽ tốn 1850 Robux để cho 10 cấp độ full cái season 21 này. Đó là lý do mình nói từ game này lâu lâu mới chơi, nhưng mà mỗi lần chơi đều tốn tiền do cộng đồng Việt Nam mình không lớn. Với cái thể loại của game này nó cũng kén người chơi. Dragon Adventure là một cái tựa game bạn hiểu đơn giản là đi nuôi rồng, ấp rồng, trang trí cho con rồng của mình. Đương nhiên là những con rồng chúng ta cũng có thể đi farm để chiến đấu, nhưng mà đó không phải là mục tiêu chính của game. Mục tiêu chính là làm đẹp các bạn. Rồi thì đây mình cho các bạn coi về cơ chế. Cái movement, cái chuyển động của những con rồng chúng ta đã thay đổi, nó mượt hơn rất nhiều. Nó rất là 60 FPS. Mình sẽ triệu hồi ra một con rồng ha, một con cọp đi. Đây mình đặt tên là Tiger này. Tên 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 tên. Cưỡi nó. Di chuyển đảo tới đảo lui rất mượt mà luôn nè. Rồi tấn công nè. Đó, hồi trước cái việc phun lửa này nó gọi là Breath Attack, nó bị giật giật, còn bây giờ rất là mượt mà luôn, quá dữ. Và cái cuối cùng là cái bay, tức là nút Q. Con nào bay được thì nó sẽ bay, còn con nào không bay được nó sẽ nhảy. Nút Q, jump. Đó, rồi mình sẽ đổi qua con rồng bay nha. Con này nhìn giống con bò ngựa các bạn. Không biết là có khác hay không, nhưng mà cái di chuyển các bạn nè, cái walk, cái run của con rồng nè rất là chi tiết. Và bay cũng vậy, muốn tăng tốc là bấm Shift. Shift nó cùng lướt đi nữa mọi người. Hồi trước nó không có hiệu ứng này ha, bây giờ nó có gió. Hiện tại trong game chúng ta đang có một phiên bản tên là Meteor, lại là thiên thạch. Nó thông báo như vậy nè. Rồi các bạn chỉ việc đi farm thôi, dùng con rồng của mình đi tấn công nó. Con rồng các bạn cấp độ càng cao thì đam sẽ càng cao, máu tăng này kia nữa. Ok, sau khi bạn bắn xong phá vỡ thiên thạch thì mình sẽ có được những vật phẩm, có thể là trứng. Đây cũng là một trong những cách những người mới chơi kiếm được trứng rồng. Hồi nãy mình kiếm được một cái trứng mọi người à, mình kiếm được trứng toxic nè. Và cái trứng toxic này ra con Venus, cái con mình đang cưỡi á, 26%, cũng như là 9% ra con Radiant. Nếu bạn mới theo dõi kênh mình gần đây thì từ hồi game này mới ra cho tới ngày hôm nay, mình có làm rất nhiều video trên YouTube, có những video cách đây tầm 3 năm nè. Team Dragon Adventure gần Nguyệt TV sẽ ra thôi, có hướng dẫn chơi rồi có những sự kiện đã trôi qua. Thật sự rất là ngạc nhiên so với lần cuối cùng mình truy cập vào game, cái việc thay đổi mượt mà như vậy mình nghĩ là game sẽ tiếp cận nhiều người chơi hơn. Bây giờ bạn thấy là đa số con rồng người chơi đều có cái màu neon, cái màu phát sáng ấy, do là mình đang có một cái sự kiện nè, Pride Store, sự kiện dành cho LGBT. Các bạn dùng tiền trong game để mua những cái bình potion ha, bình đổi nguyên tố nè, đổi màu mắt thành rainbow, rồi những cái phụ kiện này kia, warm reset potion, cool reset potion. Mình sẽ mua cho bạn coi nha, 7000 tiền. Rồi ở đây mình có như là một cái skin này vậy, kiếm một con rồng màu xấu xấu. Ôi con này giống con bò cánh cứng quá vậy. Epera, con này mình có lúc nào mình cũng không nhớ nữa. Đây là màu của nó nha, chọn nó, chọn potion. Mình sẽ thử với lại cái màu xanh trước đi, cool reset potion nè. Chúng sẽ có là P, glow và pansy, màu chính rồi màu phụ với lại cái màu phụ thứ hai. Đây chính là một trong hai cái màu của cái Pride Store này, sự kiện LGBT. Hình như nó chỉ tô màu thôi các bạn, nó không có tô chất liệu. Đúng rồi, nó chỉ tô màu thôi, nghĩa là cái con rồng các bạn nó phải có phát sáng, chất liệu phát sáng neon, lúc đó thì cái màu này mới phát sáng được. Rồi cho bạn coi luôn màu thứ hai, warm reset potion nè. Chúng ta sẽ có là strawberry, apricot và lemon màu chanh. Oho, màu này đẹp nhờ, có vàng, có đỏ và có cam các bạn. Con này thì di chuyển hơi chậm, bay được, lúc mà bay lên y chang một con bò hung. Lướt thì con nào cũng như nhau thôi. Cái bắn này á, cái màu sắc và hiệu ứng bắn này nó tùy thuộc vào cái element, nó gọi là cái nguyên tố đó mọi người. Con bò hung này element nó là water, tức là nước. Rồi hồi nãy bạn thấy có màu cầu vồng đúng không, màu cầu vồng là rainbow nè, cho nên khi mà bắn ra hiệu ứng của nó sẽ là 7 màu. Nhìn là muốn chơi game liền. Đây không phải quảng cáo nha mọi người, nhưng mà bây giờ thật sự game làm rất là tốt. Tôi vừa phát hiện bên kia có thiên thạch. Go 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 go, thổi lửa thổi lửa. Để mình bắn xong thiên thạch này, mình sẽ đi mua cái battle pass. Wow, chúng ta có một cái legacy potion. Nó sẽ biến con rồng các bạn, cái visual con rồng trở thành cái visual legacy. Cái mua này nhanh rồi, chỉ tốn tiền thôi. Đầu tiên mình sẽ mua cái battle pass nha, 350 robux. Mở lại cái bên dưới. Thì nếu bạn thích tựa game này, đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để mọi người mới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ mua cái này tới cấp độ 10. Rồi xong, game này an toàn ghê luôn á.
cái chỗ mojo này bị cooldown á, vậy nên mỗi lần mình skip khá là lâu, khoảng tầm 15 giây mới skip được. Còn nếu bấm liên tục thì nó nhanh quá, bạn làm vấn đề nhanh quá, làm chậm lại đi. Sau 10 cấp độ nè, lấy phần thưởng bên trên trước, có tiền, có bình potion, có những cái token đi đi quay, được trứng cỏ nè, trứng ocean, trứng origin, 5 cái spin token. Cấp độ 9 45.000 tiền. Và cấp độ 10 của cái free season thì mình sẽ có con Bloom Blend. Và đây là Dragon Pass Galaxy Team Potion, nhìn cũng xịn đấy. Bạn đã max capacity của accessory. Ô, max phụ kiện á. Ô, max rồi, xóa bớt. Rồi nhận tiếp nè, 50.000 tiền nè, Orbit Potion nè. Cấp độ 9 là một cái team cho hòn đảo của mình nha mọi người. Và cấp độ 10, Amarit. Khi bạn nhận con rồng á thì nó chỉ là baby thôi, phải nuôi nấng cho nó lớn lên. Nhưng mà chúng ta vẫn thể giải quyết được bằng cách là pay to win. Đó là trong cái store này mình sẽ tốn là 85 bobat để mua cái bình Pro Potion. Con rồng các bạn sẽ trưởng thành ngay lập tức. Để cho bạn coi về con rồng Season Pass. Con rồng nó tên là Amarit. Đây, một bé rồng nhỏ nhỏ xinh xinh. Và mình sẽ chọn nó. Potion, Pro Potion, sử dụng. Ok luôn. Và đây chính là con rồng Amarit. Không biết đây phải là màu cơ bản của nó hay không. Nó xấu xấu vậy ta. Cứ bay là vậy thôi. Vào đây mua một cái bình Cool Reset Potion, Warm Reset Potion. Đây chính là cái walk của nó nha mọi người. Nó không có đi bộ, mà nó cứ bay là như vậy thôi. Rồi bay lên. Cái tư thế bay của nó thì cũng không khác gì khi đi bộ. Cái chân lúc nào cũng bị lủng lẳng hết. Đây bạn thấy không à? Nó đâu có chạm đất đâu. Bây giờ tô màu cho nó nha. Mình sẽ tô trước cái màu Warm Reset Potion. That's good. Mặt trăng màu xanh lá cây đã biến thành màu vàng rồi. Đây mới là mặt trăng nè. Rồi mình sẽ cho nó một cái Rainbow Potion nha. Tại vì nguyên tố cơ bản của nó chỉ là Water thôi. Water là một nguyên tố rất bình thường. Mình sẽ đổi thành Rainbow Potion tương đương 80.000 tiền. Bắn ra Amarit Rainbow. Wow. Thì đó là toàn bộ nội dung video này. Từ game Dragon Adventure, cơ chế di chuyển những con rồng đã hoàn toàn thay đổi khiến cho game nó mượt hơn. Một sự cải tiến khá là tốt theo ý kiến cá nhân của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo nha. Xin chào.